Sưởng tổ gỗ hôm nay giới thiệu với các bác bức thiềm thừ ngậm tiền các bác nha, hay còn gọi là cóc ba chân đang ngậm một đồng xu ở trong miệng các bác nhé. Bức này được làm từ chất liệu gỗ gù hương hay còn gọi là xá xị, mùi rất là thơm các bác nhé. Có kích thước cao 32, ngang 63 và sâu 53 các bác nha. Đục rất kỹ và sắc nét từ những chi tiết rất là nhỏ. Bức này để trên bàn hoặc các bác để ở trên một chiếc ghế đôn, để trong cửa hàng, văn phòng hay là ở trong phòng khách nhà mình, rất đẹp, rất sang luôn các bác nha. Bác nào làm kinh doanh nên có một bức thiềm thừ như thế này để hút tài hút lộc về cho gia đình nhà mình các bác nhé. Đục rất là nét từ những chi tiết rất là nhỏ. Các bác có thể nhìn thấy sau lưng của chú thiềm thừ đục rất đều, rất đẹp và rất tròn trịa từ những đồng xu nha các bác nha. Hàng đặc gỗ đây ạ. Theo phong thủy, cóc là sinh vật mang lại điềm lành. Cóc ba chân hay còn gọi là thiềm thừ là biểu tượng của sự may mắn, giúp cường tài lộc, gia chủ phát tài. Các bác ngắm kỹ tác phẩm này nha. Nếu như ưng tác phẩm này thì có thể gọi trực tiếp vào số điện thoại đang hiển thị trên màn hình 0868688137, hoặc gọi điện trực tiếp vào số đấy, bên em sẽ tư vấn cụ thể hơn với các bác nha. Các bác xem xong video nhớ ấn đăng ký kênh YouTube Xưởng Tựa Gỗ 137 để cập nhật các video quay hàng mới ở bên em nha. Ngoài ra thì bên em livestream ở trên trang cá nhân Facebook Đỗ Tiến Thành vào tối thứ 2 và tối thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn các bác rất nhiều.